pháo này á là cà pháo trắng giòn, mình mua hạt của bạn Quỳnh Thí Tinh Vlog chị trồng. Thì cái đám cà pháo này của mình nay đã bắt đầu cho trái đầu tiên mọi người. Chào cô chú anh chị và các bạn vào buổi chiều ha. Thì hiện tại bây giờ là cũng 2:30 chiều rồi, mình đang ở trong gò để chuẩn bị tưới ba cây cà pháo và húng quế của mình nè cô chú anh chị. Thì đây là cái mô hình trồng cà pháo xen cây húng quế ha. Thì cái cà pháo này á là cà pháo trắng giòn, mình mua hạt của bạn Quỳnh Thí Tinh Vlog chị trồng. Thì cái đám cà pháo này của mình nay đã bắt đầu cho trái đầu tiên mọi người. Thì hồi sáng mình cũng có hái được 13 kg đầu tiên rồi, thấy cũng rất là ok. Thì cái giá nghe nói lái nói là cũng tầm 6-7 ngàn, thì mà lái chưa có đưa tiền nên mình cũng chưa có cập nhật chính xác là cái giá nó bao nhiêu nha mọi người. Cà pháo bông tím vậy nè. Thì ở đây thì mình cũng có trồng xen cây húng quế ha mọi người, nó rất là hay nè. Tại vì cây cà pháo nó bự lên thì mình trồng xen khu húng quế vậy nè, mình cắt xong rồi mình coi vừa cắt húng quế mà vừa hái cà pháo luôn, rất là hay. Đó, cái mô hình này mình đang kết hợp mà thấy rất là ok nha mọi người. Bông quá là mặt trời luôn nè, bông tím ha. Thì bình thường á là cà pháo này á trồng để xen với trong mấy cái vườn như là đu đủ nè, trồng mấy cái, nói chung là xen canh với mấy cái vườn cây ăn trái của mình đó mọi người. Nó lần mình hái trái cũng rất là ok. Thì ở đây thì lần đầu tiên mình mới trồng thử, mình thấy cũng rất là ok lắm đó. Thì hôm nay mình quay chia sẻ cho mọi người xem. Thì mọi người ai mà có trồng cà pháo trắng giòn này hãy liên hệ Quỳnh Thí Tinh Vlog ha, vào cái kênh YouTube Quỳnh Thí Tinh Vlog nha mọi người. Em cũng xin nhắc luôn ha, thì em là cái kênh YouTube Mượn Gò Công nha mọi người. Thì bên em là chuyên trồng cây húng quế đó, là em cung cấp hạt giống húng quế để cho mọi người trồng luôn nha. Đây là húng quế Thái của em nè mọi người, nay đường tháng rồi, chuẩn bị thu hoạch nha mọi người đó. Thì nói chung là bên bạn Quỳnh Thí Tinh Vlog là cái kênh chuyên chia sẻ kỹ thuật về trồng cà pháo trắng giòn hay là cung cấp hạt giống cà pháo. Còn bên em thì nói chung là trồng về cây quế, em cung cấp hạt giống húng quế ha. Thì có gì mọi người vào kênh Quỳnh Thí Tinh Vlog tham khảo ha, hoặc vào cái kênh Mừng Gò Công của em để tham khảo cách trồng quế nha mọi người. Đây là đám húng quế em trồng xen với cà pháo nè, rất là ok luôn. Cà pháo này bông tím quá trời tím nè. Em thì không có rành về cái vấn đề cà pháo này, nhưng mà mình cũng nhờ cái kỹ thuật của bạn Quỳnh Thí Tinh Vlog chia sẻ nên em mới trồng, chứ em cũng không có rành về cái cà pháo này lắm. Thì mọi người có trồng thì hãy liên hệ với bạn Quỳnh Thí Tinh Vlog ha. Thì em thì chuyên cây húng quế như thế này thôi, em thì tập trung về cây húng quế đó, quế Thái nha mọi người, không có bệnh hoạn luôn, rất là đẹp đó, mọi người thấy không? Thì mọi người có nhu cầu mua hạt giống húng quế bên em thì hãy liên hệ Zalo của em nha, 0378338060 ha. Đó. Còn cà pháo thì vào kênh Quỳnh Thí Tinh Vlog, bạn ấy chuyên chia sẻ kỹ thuật ha. Em thì không rành lắm nhưng mà em trồng vậy thì em thấy ok lắm nè. Đó, mọi người thấy húng quế của em ha, thì mọi người có trồng húng quế thì cứ liên hệ em. Đó. Ở đây thì cái khoảng cách em trồng rất là thưa, 1 mét mấy cây lận, nhưng chỗ này thì nó mất nè. Tại hổm hồi nhỏ nó bị mất nên em để luôn, em không có dầm lại. Mọi người thấy húng quế của em đã ha, mô hình trồng kết hợp cà pháo xen húng quế nhìn rất là ok luôn. Ra viên này nắng gió mà nói chung là trồng có gì đâu ngon ha mọi người. Và chỉ có trồng cà pháo và húng quế như vậy là nó rất là ok thôi, chứ không có gì ha mọi người. Ra viên này nắng gió lắm. Rồi thì bây giờ em cũng xin nhắc lại ha, mọi người có như ai mà có nhu cầu trồng cà pháo trắng giòn này á, hãy vào kênh Quỳnh Thí Tinh Vlog ha, bạn ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm trồng cà pháo trắng giòn này nha mọi người. Đây, thấy trái nè, sang em hái còn sót nè mọi người. Đó, mọi người thấy không, trái nè. Thì giá hiện tại bây giờ cũng rất là ngon lắm mọi người, 60 ngàn gì đó, thì mình chỉ biết như vậy thôi. Rồi thì mọi người có trồng húng quế Thái như này á, thì hãy liên hệ em hoặc vào cái kênh Mừng Gò Công của em nha. Số điện thoại em là 0378338060. Rồi em xin chào mọi người nha.